Hello mấy em, hôm nay cô ba nấu mì Quảng nha mấy em. Nấu mì Quảng đây có hành tâm nè nha. Hành tâm là củ nén đó. Đó, nghệ, tỏi, hành tím. Tiêu xanh chưa? Đẹp. Sườn này cô ba đã nưa ốp, ốp rồi nha. Ốp hành tâm, đường, bột ngọt, nước mắm nha. Đây. Tôm thì cô ba cũng ốp vậy, cô ba ghim ghim rồi nha. Đó, ăn mì Quảng thì nó có cái gì? Bánh phồng, chả quế, hột gà nó ta bỏ vô đây nha. Hôm nay cô ba nấu bằng nước dừa nha mấy em. Đó. Thành phần rau là cô ba đã chuẩn bị xong hết trơn rồi nè, còn thiếu bắp chuối với lát cô ba bào bắp chuối để lên. Đó. Ăn mì Quảng phải có rau mới ngon. Cái này thơm mà nữa là. Thơm mà tao bỏ này vô tao xào cho nó săn lại rồi bỏ nước dừa vô từ từ nha. Ồ, quá ngon. Theo kinh nghiệm nấu mì Quảng của mình nhiều lần là ngon. Chín rồi nha mấy bạn, mời mấy bạn mì Quảng nha. Đó, xuất sắc chưa? Không có từ nào mà diễn tả hơn nữa. Tô mì Quảng hoàn chỉnh. Nhiều người ta nấu mì Quảng ếch, mì Quảng bò. Nó tính nấu bò đó. Mà mua sườn không có. Đó, bé thèm mì Quảng, bé đây nấu cho bé ăn nó nha quý vị. Mời nha. Chút tiền đầu mình làm miếng thịt cái nha. Ủa sao bé quay chạy Vinh mà bé thèm mì Quảng vậy bé? Không biết. Chắc tôi cho ăn mà bạn mới biết phải không? Ừ. Gào vô. Ừ. Cho miếng chanh vô. Mì Quảng thế này ăn vậy đó. Miếng đậu phộng vô. Chả nè, sườn nè, tôm rim. Tôm rim với rim với củ nén á, thơm ngon lắm nha mấy bạn. Nè, các bạn mời các bạn ăn miếng bánh với mà. Bé là người bà Đà Nẵng hả? Vậy. Bé người Đà Nẵng hay gì vậy? Đâu có. Hấp dẫn quá mấy má ơi. Tôm rim, sườn rim với nước dừa. Chết luôn rồi. Nhớ người Đà Nẵng quá hả? Gọi tên anh. Cắn trái ớt vô mới ngon các bạn. Nay món này chủ yếu là nấu đại bé nha mấy bạn, bé nó bé thèm trời ơi. Phải ăn cái mỡ nữa kìa. Nấu 4-5 lần là lần này ngon nhất đó ha. Chả quế. Đúng rồi. Ngon thiệt. Chà Vinh không ai bán này chân mà bán cũng ít người biết ăn lắm mấy bạn ơi. Người ở đó mình đâu biết ăn đâu. Rồi bé đâu biết ăn đâu. Mình nấu cho nó ăn chứ nó thèm á. Nhờ ba mẹ mà không ăn được nữa. Này phải ăn rau gì nó mới ngon nè. Ăn rau mấy bạn ơi. Sắc. Miếng sườn nha các bạn. Nào. Cầm cạp luôn đó. Cầm cạp đi đó cho tắm hồ bơi. Này nha. Cầm lên. Mình để y hệt như mẹ con được phê. Phê sao? Phê chỉ y kéo dài. Thấy. Nói luôn ok. Nè cái nước súp này nó dính vô cái bánh tráng này ngon lắm. Tôm bên này ghim cũng ngon nữa. Nó mới vậy mới là đính. Các bạn muốn tôm ghim riêng cũng được, hoặc là tôm ghim chung với sườn cũng được nha mấy bạn. Bây giờ mà ăn mà nói mọi sở thích của mọi người nha. Trái ớt nha mấy bạn ơi, ăn trái ớt vô. Nước ngon quá. Biết sườn mềm chưa? Thêm được dừa mấy bạn ơi. Đúng rồi. Gục quá cũng ngon. Này gì vậy? Cục gà. Hôm qua mình coi cái TV bà ngoại mình với mà tuổi thơ dữ dội gì. Hồi nắng tiếng Pháp á.
coi lắm. Chị này đi thấy ăn về đi Đà Nẵng chơi nha bé. Nhưng mà đi ớt nữa hả? Ớt này cay à. Ăn người ta phải ăn ớt xanh vậy. Bò cũng có ớt mà Đà Nẵng trái sừng nó như ớt sừng mình vậy mà nó không cay gì mấy. Ngon quá mấy chị em ơi. Ai nói sao? Tôi nấu ngon hơn chỗ ông kia bán nữa. Anh dẹp tiền mà. Làm như lần đầu mới ăn ăn lần đầu kiểu như ngon. Cái này tôi nấu ngon hơn mấy lần trước không bé? Ừ. Ngon hơn quán nữa. Thường vừa ha. Vợ cái mì quảng thêm rồi cậu Kiệt nấu rồi còn thêm món gì nữa không để tao đáp ứng luôn nè. Không biết nữa. Ốc bu hấp chỗ Đà Lạt chịu không? Hấp với mà là giống mà Đà Lạt á, chả ốc bu á. Ốc bu nhồi thịt. Ờ. Ăn ngán lắm. Thôi chương trình ăn mì quảng của Kiệt với bé đến đây kết thúc nha. Hẹn với bạn vào clip nấu ăn của gia đình mùa bữa khác nha. Bye bye.